Rồi thì Dương và Thị Vân xin là chào tất cả các chiều mình đang xem livestream của em. Rồi mọi người ơi, mọi người có nhìn rõ chúng em không nào? Đi qua livestream của chúng em hay là đang xem livestream của em thì mình cho em xin một dấu chấm này, một comment hay một cái icon, một câu xin chào bất kỳ gì đó thôi để bên em biết rằng là các chị yêu mình đang theo dõi chúng em trong buổi livestream ngày hôm nay nhá. Và để ngày hôm nay này bên em có cơ hội gọi tên và chào hỏi tất cả các chị yêu thì mình cùng tương tác với nhau nào. Đấy, tương tác bằng cách nào đây? Hiện tại Facebook đã đang siết tương tác và ẩn comment của các chị yêu rất là nhiều đúng không ạ? Nên chị yêu nào mà mình đang xem livestream của em, mình để lại là dấu chấm, dấu phẩy này, một cái icon hay một câu xin chào bất kỳ gì đó thôi thì để em biết rằng là chúng ta đang, để em biết rằng là chúng ta vẫn đang nhìn rõ chúng em trong buổi livestream ngày hôm nay nhá. Rồi ok, em xin chào tất cả các chị yêu mình đang xem livestream của em này. Rồi các chị yêu ơi này, ngày hôm nay Double T Shop bên em mở ra một chương trình rất là hấp dẫn và thú vị, một chương trình làm xả áo phao với giá là 85k. Sản phẩm mà hiện tại Thùy Dương và Thùy Vân đang mặc trên người đây, ngày hôm nay xả với giá 85k cho các chị yêu luôn. Nên chị yêu nào mà ngày hôm nay này mình đang theo dõi livestream của em, đó là một điều hết sức tuyệt vời rồi đúng không nào? Vậy thì còn chần chờ gì nữa, hãy đẩy tương tác tại cái livestream này với em. Chị yêu nào mà mình là lần đầu tiên này, lần đầu tiên mình tương tác với bên em thì mình comment nhiệt tình lên để cái comment của mình được hiện ở trên livestream chúng em và chúng em có thể nhìn thấy các chị yêu nhé. Ngày hôm nay chương trình này mà mình để biển comment thì rất là đáng tiếc đúng không ạ? Rồi ngày hôm nay Double T Shop bên em mang ra chương trình này thì trước hết này, bắt đầu vào một chương trình này để một cái chương trình nó hoàn hảo nhất, nó thành công nhất này thì các chị yêu hãy feedback cho em một cái nho nhỏ xinh xinh tại đây nào. Là âm thanh ánh sáng đường truyền em ổn định chưa nào? Nếu âm thanh ánh sáng đường truyền ổn định rồi mọi người comment tại đây là đã ổn định cho em, để em yên tâm mang đến cho các chị yêu một cái like thật là tuyệt nhất. Còn nếu ví dụ như là âm thanh ánh sáng đường truyền nó không ổn định, mọi người comment những lỗi đó ở đây, nó mắc phải ánh sáng này đấy, nó không nhìn rõ hay là âm thanh không nghe rõ, comment tại đây em khắc phục. Ngày hôm nay em có thể đem đến cho các chị yêu một cái live tập tuyệt vời nhất được không ạ? Rồi ok nào, đã ổn định rồi đúng không ạ? Nếu mà đã ổn định rồi thì Thùy Dương không làm mất nhiều thì giờ các chị yêu nữa. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào một chương trình xả áo phao với giá 85k và săn áo phao với giá 85k các chị yêu nhá. Rồi ngày hôm nay với 85k mình dinh được gì nào? Một sản phẩm hàng Quảng Châu cao cấp như em và Thùy Vân đang mặc là một dáng phao được thiết kế là dáng phao dài này, thiết kế có mũ cho các chị yêu nhưng mũ không thể tháo rời nhá. Đằng sau có điểm nhấn là dòng chữ rất trẻ trung, năng động và cá tính này. Phần tay chúng ta có phần thiết kế khóa này, đấy, rất là cá tính trẻ trung ạ. Hai phần túi hộp rất là lớn đằng trước và phần túi có chữ cho em và có nắp này đóng khóa này, đấy. Rồi ngày hôm nay chỉ 85k mình dinh được sản phẩm này. Và sản phẩm này bên em có 3 tông màu giới thiệu cho các chị yêu: tông màu đen, tông màu xanh rêu và một tông màu xám này, đấy. 3 tông màu và 3 size cho các chị yêu, size M, size L và size XL. Dưới 65kg đều có size lựa chọn cho em đấy. Với 85k để đúng cú pháp cho em nào, 85k kèm màu kèm số điện thoại, chia sẻ giúp em 12 lần, 2 lần lên trang Facebook cá nhân chế độ công khai, 10 lần còn lại chia sẻ vào hội nhóm hội chợ, hội buôn bán lớn được chưa ạ? Đấy, đó, điều kiện cũng đã có rồi này. Đấy, tên cuộc thi cũng đã có rồi. Vậy thì còn trần chờ gì nữa nào? Comment tại đây cho em 85k kèm màu kèm số điện thoại, lên đơn hàng thành công mức giá 85k. Và chương trình này chỉ diễn ra trong vòng 10 phút đầu livestream thôi, nên chị yêu nào mình đang xem livestream của em, mình phải nhanh tay mình tận dụng cơ hội, mình chia sẻ đủ, vào đây comment cho em nha. 85k kèm màu kèm số điện thoại, ngày hôm nay mà chị yêu nào mà không chia sẻ đủ cho em thì mình tự đánh mất quyền lợi của chính mình này, đấy. Nên nhớ là mình phải chia sẻ đúng và đủ, rồi chụp ảnh lại màn hình cho em này, để một lát nữa mình còn chứng minh được là mình đã chia sẻ đúng và đủ cho em 12 lần các chị yêu nhá. Đúng 2 rồi. Lần trang Facebook cá nhân. Chính xác rồi, nhanh tay chia sẻ cho em nào. Chia sẻ đủ cho em 12 lần nhá. Ngày hôm nay mình dinh áo phao mức giá 85k này các tình yêu này. Áo phao đại hàn dáng dài, phong dáng Hàn Quốc cho em nhá. Dưỡng cho cơ thể cực kỳ tốt các chị ơi. Thời tiết thì càng ngày càng lạnh này, tháng 1 này, riêng cái tháng 1 này bổ sung 4 đến 5 đợt không khí lạnh tăng cường. Nhiệt độ chỉ từ 10 đến 15 độ kèm mưa kèm rét. Phải mặc những cái áo phao như này cho em thì mình mới chịu được nhiệt các chị yêu ạ. Ra đường nó quá là lạnh, quá là buốt luôn ấy, không mặc những cái áo phao dày ấm như thế này làm sao mà chịu đựng được, làm sao mà giữ ấm cho cơ thể được đúng không ạ? Ngày hôm nay săn áo phao mức giá chỉ có 85k thôi. Nhanh tay cho em nào. 85k kèm theo màu, kèm theo số điện thoại, kèm theo chia sẻ luôn cho em là 12 lần cái chiều nhá. Nhanh tay cho em nào. Đúng rồi, nhanh tay giúp em nào.
Hôm nay em sẽ nhắc lại cho các mọi người là chỉ diễn ra trong vòng 10 phút đầu livestream thôi. Bên em sẽ bán áo phao em đang mặc trên người này với giá là 85k, chỉ 85k thôi. Với cú pháp nào 85k kèm màu kèm số điện thoại, 3 tông màu cho mọi người lựa chọn nha. Nhớ phải chia sẻ cho em đủ 12 lần, 2 lần lên trang Facebook cá nhân và 10 lần trên các hội nhóm công khai. Rồi vào đây comment cho em, bởi vì là mong mọi người comment càng nhiều thì cơ hội trúng càng cao, đúng không nào? Nhanh tay cho em nha, đúng 10 rồi. Phút thôi đấy ạ. Comment càng nhiều tỷ lệ trúng của mình càng cao các chị yêu nhá. Thể lệ chơi của bên em đó là như thế nào ạ? Em sẽ lướt trực tiếp trên màn hình đang phát livestream và sẽ ghi bình luận của 3 chị yêu nào. Là 3 chị yêu ngày hôm nay mình may mắn được mua với mức giá 85.000. Nên là các chị yêu nào mà đã chia sẻ cho em rồi, mình cố gắng mình comment cho em nhiều lần lên để em thấy các chị yêu luôn nhá. Phao trần bông này rất là dày dặn luôn cho em này, hàng Quảng Châu cao cấp cho em và form dáng này rất là trẻ trung và thể thao cho em nhé. Mẫu này các chị hoàn toàn có thể mặc thành áo đôi cho em cũng rất là đẹp luôn này. Đó, xả mức giá 85k cho tình yêu nào, nhanh tay để lại đúng cú pháp cho em nhé. 85k kèm theo màu, kèm theo số điện thoại, kèm theo chia sẻ đủ cho em 12 lần cái tình yêu nhá. 3 tông màu, 3 sự lựa chọn luôn này, màu đen này, màu xanh rêu này và màu xám cho em này. Đó, 3 màu luôn ạ. Trần bông siêu dày siêu ấm cho em, dáng dài này đúng không ạ? Đủ size, đủ số, từ size M cho đến size XL, 40 cân cho đến 65 cân quay đầu mình đều có thể mặc vừa cho em nha. Rồi ok các chị ơi, chỉ diễn ra trong vòng 10 phút thôi mà 10 phút thì trôi qua rất là nhanh đúng không ạ? Đấy, mình nhanh tay này, cơ hội chỉ đến có một lần duy nhất tại livestream này thôi. Và chỉ trong 10 phút livestream này thôi. Nên chị yêu nào mà mình đã chia sẻ rồi, mình comment nhiệt tình tại đây đấy, để comment của mình không bị ẩn này. Mình càng comment nhiều thì ví dụ bên trên không có comment của mình thì ở giữa này, nói chung tóm lại ở đâu cũng phải có comment của mình thì tỷ lệ trúng của mình mới cao đúng nào. Rồi nhanh tay để đúng cú pháp cho em là 85k kèm màu kèm số điện thoại, chia sẻ cho em 12 lần. Đó chính là điều kiện này. Đấy, rồi chia sẻ 12 lần. Và với 12 lần chia sẻ vào mới với 10 phút tham gia live thôi, mình dinh một sản phẩm áo phao đại hàn Quảng Châu cao cấp, hàng loại 1 cao cấp như vậy thì có xứng đáng không ạ? Quá xứng đáng đúng nào? Mà rét thì đang cận kề rồi, vậy thì còn trần giòn gì nữa nào? Sản phẩm này bao gió bao rét này đấy, rét em bất chấp hết, mưa tuyết cũng bất chấp đúng nào? Rồi 85k kèm màu kèm số điện thoại chia sẻ cho em 12 lần nha. Nhanh đúng tay rồi. Nào hiện tại nhanh bây tay giờ nào? Hiện tại bây giờ đã là 8 phút rồi tình yêu ơi. Chỉ còn 2 phút cuối cùng để mình lên đơn mức giá 85.000 thôi. Nhanh tay cho em nhé, 85k kèm theo màu, kèm theo số điện thoại, kèm theo chia sẻ đủ cho em 12 lần các chị yêu nhé. Ngày hôm nay em ghim trúng bình luận của chị nào, chị đó sẽ được mua mức giá 85k. Nhưng mà nếu mà em trích mà cái lượt chia sẻ của mình không đủ, mình ngay lập tức bị hủy cái đơn hàng 85k đấy và em chuyển cho người kế tiếp. Như vậy rất là lãng phí luôn đúng không chị? Ngày hôm nay mình đã mất công ở đây tham gia rồi đúng không ạ? Mình nhớ chia sẻ đủ cho em 12 lần và nhớ comment cho em nhiều lần lên một chút để em nhìn thấy các chị nhé. Hiện tại Facebook đang siết tương tác và đang ẩn comment rất là nhiều. Nhất là khi mà đang rất là nhiều người cùng comment một lúc thì không phải là comment nào nó cũng hiển thị cho mình đâu ạ. Đấy, nên là mình cố gắng comment cho em nhiều lần lên. Nó bị ẩn cái này thì nó còn cái kia các chị yêu nha. Rồi đúng rồi đấy ạ. Hiện tại là đã qua 8 phút rồi đấy. Bây giờ chỉ còn có 1 phút duy nhất cuối cùng cho chị yêu nào mình chưa có cơ hội, mình nhanh tay quay ra chia sẻ 12 lần vào đây comment giúp em. 85k kèm màu kèm số điện thoại, lên đơn hàng thành công mức giá 85k. Ngày hôm nay không chỉ là một chị yêu mà được 3 chị yêu may mắn được mua với giá 85k đúng nào. Thì Dương sẽ lướt trực tiếp trên màn hình đang phát livestream, ghim trực tiếp này comment của các chị yêu tại cái livestream này, cho các chị yêu này tên tuổi công khai, số điện thoại công khai luôn được không ạ? Đấy, cuộc chơi rất là công bằng các chị yêu nhá. Nên là ai cũng có cơ hội, ai cũng có cơ hội và cơ hội đều là ngang nhau. Nên chị yêu nào mà mình chia sẻ đúng đủ, comment nhiệt tình, chỗ nào cũng có comment thì kiểu gì chả ghim phải mình đúng nào. Rồi nhanh tay nào, 85k kèm màu kèm số điện thoại giúp em nào. Nhanh tay nào, chỉ còn 30 giây đếm ngược thôi. Đúng rồi. Chỉ còn 30 giây đếm ngược chị yêu nào mà mình 30 giây đếm ngược nào, các tình yêu nào vừa vào xem livestream của em, nhanh tay chia sẻ đủ cho em 12 lần và nhanh tay comment cho em theo đúng cú pháp nha. 85k kèm theo màu, kèm theo số điện thoại, kèm theo đã chia sẻ cho em 12 lần này các tình yêu ơi. Đừng để lại mỗi 85k, đừng để lại mỗi số điện thoại, đừng để lại là cho cái này cho cái kia thì nếu mà em ghim trúng cái bình luận đấy em bỏ qua luôn đó chị yêu nhá. Đó là các tình yêu ơi, nhanh tay cho em nhá. Hiện tại chỉ còn 10 giây cuối cùng nữa ạ. 10 giây cuối cùng cho mình lên đơn mức giá 85.000 nào. 85k kèm theo màu, kèm theo số điện thoại cho em. 85k ngày hôm nay mình mua được một em áo phao hàng Quảng Châu cao cấp, hàng phao Đại Hàn cho em nhá, phao dáng dài cho em này. Đi đường giữ ấm cho cơ thể rất tốt và cực kỳ là thời trang cho em luôn nhá. Đó, mã này rất là thời trang, rất là cá tính và sang chảnh cho em đúng không ạ? Nào, em xả chỉ có 85.000 thôi. Và bây giờ em xin phép là bao nhiêu phút rồi ạ?
Nào, 10 phút rồi các chị ơi, bây giờ đã đủ 10 phút rồi nha. Bây giờ bên em bắt đầu chọn lựa các chị yêu nha. Rồi, đúng rồi, bây giờ thì Dương sẽ đang lướt trực tiếp trên màn hình máy phát livestream này. Em sẽ ghim trực tiếp bình luận nha. Rồi, bây giờ thì Dương đã máy tính đã dừng ở livestream của một chị yêu rồi. Bây giờ thì Dương này, bây giờ thì Dương sẽ ghim trực tiếp chị yêu đó nha. Rồi, ok, có avatar màu đen đúng ạ. Chị gì đây ạ? Chị Nguyễn Ánh ạ. 85k màu đen này. Rồi 0932443442. Ok chị Nguyễn Ánh, nếu còn đang xem livestream của em, ngay lập tức inbox cho bên em check lượt chia sẻ đúng đủ bán với giá là 85k, không đúng không đủ em bỏ nha. Rồi tiếp tục. Facebook đang dừng ở một chỗ chị yêu nào đây ạ? Chị yêu nào có avatar rất là xinh gái luôn này. Chị Hoa Mộc Lan 85k màu xám này. Rồi nếu còn đang xem livestream của em, ngay lập tức inbox cho bên em check lượt chia sẻ này. Rồi ok, hai chị yêu đã được xướng tên rồi. Vậy thì còn chỉ còn một chị yêu nữa và cơ hội duy nhất cho chúng ta thôi. Chị yêu nào chưa được em gọi tên và chưa được quà của bên em bao giờ, mình comment nhiệt tình lên để em có thể nhìn thấy các chị yêu nào các chị ơi. Cơ hội duy nhất, cơ hội cuối cùng này. Rồi bây giờ em kéo một cái nha. Đấy, rồi bây giờ em chỉ đợi Facebook nó dừng thôi. Chỉ đợi comment của mình nó dừng đến tên hai em sẽ ghim này. À rồi, bây giờ nó dừng rồi đúng ạ. Rồi bây giờ thì Dương ghim này. Đấy, chị yêu gì đây ạ? Trần Xuân Quỳnh 85k màu rêu 0773 này 242256. Xin chúc mừng chị Trần Xuân Quỳnh. Ngay lập tức inbox cho bên em check được chia sẻ này. Đấy, đúng đủ bán với giá là 85k. Không đúng không đủ hủy ngay lập tức đúng nào. Rồi, ngày hôm nay chị yêu nào mà mình chưa được mua với giá 85k mình cũng đừng buồn đúng không nào. Theo dõi fanpage bên em này, đấy, mình bật chế độ xem trước, bật nhận thông báo. Khi bên em livestream có chương trình gì, mình biết mình vào mình tham gia. Ngày hôm nay không được mua 85k, ngày mai ngày kia biết đâu mình mua được với giá rẻ hơn đúng không nào. Rồi, bây giờ chị yêu nào chưa được mua với giá 85k, tham gia live, ở lại live với em mang ra xả giá gốc cho các chị yêu. Ngày hôm nay gần 100 mẫu offer em lên hết cho các chị yêu, xả toàn bộ giá sát nốt cho các chị yêu mình cùng shopping này, để mình đón cái gió mùa đông bắc sắp tới đúng nào. Đấy, mình sắm hàng Tết luôn một thẻ, hàng toàn là hàng Quảng Châu qua Bắc rồi. Hiện tại đang rất là gần Tết rồi đúng không ạ? Và thời tiết thì càng ngày càng lạnh nhá. Gió mùa đông bắc bổ sung rất là nhiều. Ngày hôm nay em lên chương trình xả phao đại hàn với mức giá lỗ sấp mặt cho các tình yêu ngày hôm nay shopping cho em. Và sản phẩm đầu tiên em giới thiệu cho các chị yêu đó chính là hai sản phẩm mà Thùy Dương và Thùy Vân đang mặc trên người đấy ạ. Với sản phẩm phao dáng dài thiết kế Hàn Quốc, ngày hôm nay em sale trực tiếp cho các chị yêu đang tham gia livestream với mức giá sấp chỉ có 350.000 các tình yêu nhá. Sale 350.000 một em áo phao này cho tình yêu nào, nhanh tay để lại đúng cú pháp cho em. Mã hàng là K62 nhá. K62 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại, mình liên hàng thành công các chị yêu nha. Rồi đúng rồi, mã là K62, ngày hôm nay sale chỉ mức giá là 350.000 thôi ạ. Hàng được thiết kế này, ống bo tay chun này đấy. Và thiết kế khóa và ống tay rất trẻ trung năng động. Chữ đằng sau đó là một điểm nhấn này. Túi cũng có chữ và hai phần túi hộp rất là lớn, có nắp đậy cho các chị yêu luôn. Ngày hôm nay sale giá sốc giá chỉ còn 350.000. Và hàng bên có đủ size, size M, size L và size XL cho từ 40 đến khoảng 65kg. Mình có size lựa chọn dép để đúng cú pháp lên đơn hàng thành công. K62 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. K62 350.000 để đúng cú pháp. K62 kèm màu, kèm số điện thoại, lên đơn hàng thành công, mức giá 350.000 nhá. Rồi qua màu đen rồi đây ạ. Rồi nhanh tay giúp em nào. K62 qua một màu, đây là tông màu đen rồi đúng không nào. Một là tông màu đen mặc không hề kén độ tuổi đúng không nào. Tiếp theo này, tông màu xanh dương đang mặc trên người với một cái tông màu cực kỳ là tây luôn đúng không nào. Nhanh tay giúp em nào. Bó ống tay là bo chun nhá, vải là vải chất liệu cao này đấy, chỉ có 350.000 thôi. 350.000 một cái áo phao trần bông hàng cao cấp như này thì đừng chần chừ giúp em này. Chỉ 350.000 thôi. Quá bạc, rất là trơn và rất là sáng luôn cho em nhé. Hàng phao trần bông siêu dày, siêu ấm, phao đại hàn cho em này. Xả mức giá chỉ có 350.000 thôi. Để lại đúng cú pháp cho em nào. K62 kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại cho em. Hàng của bên em đủ size, đủ số này. Từ size M đến size XL, 40 cân đến 65 cân quay đầu mình đều có thể mặc vừa cho em. Mã này các chị hoàn toàn có thể mặc thành áo đôi cũng rất là ok nhá. Phía sau còn rất là nhiều mẫu đúng không ạ? Các chị nán lại ở livestream em lên lần lượt từng mẫu cho các chị nha. Hiện tại số lượng comment đang rất là nhiều, em không kịp trả lời comment của mọi người. Vậy thì các chị ơi, ưng ý mã nào mình để lại đúng cú pháp cho em. Mã hàng kèm màu, kèm số điện thoại là mình được lên đơn thành công các chị yêu nha. Tiếp tục lên tông màu xám của sản phẩm nào. Rồi tiếp tục lên một tông màu xám này, một tông màu xám đối với sản phẩm thì áo phao rất là sang các chị ạ. Một tông màu này là tông màu của công sở này, mặc lên người sang cả một con người đúng không ạ? Rồi ngày hôm nay sale 350.000 để đúng cú pháp cho em. K62 kèm màu, kèm số loại trên cùng một dòng comment, lên đơn hàng thành công, mức giá là 350.000. Và riêng chỉ màu xám bên em chỉ còn size L. Size L cho các chị yêu mình từ khoảng cân nặng 52 đến 57kg, mình mặc cho em cái sản phẩm size M này nhá. Giá
là sai lờ đấy nha. Do ok nào, một lần nữa này, ngắm lại sản phẩm K62 và lên đơn hàng giúp em. K62 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công, mức giá 350.000 này. K62 là một sản phẩm phao chấn bông cao cấp đến từ Quảng Châu. Được thiết kế điểm nhấn là phần ống bo tay chun đằng sau có chữ cho các chị yêu này. Đấy. Và này, thiết kế này khóa ở phần tay này. Đấy, khóa phần tay này. Túi có nắp đậy cho em hai cái phần túi hộp rất là lớn. Ngày hôm nay sale mức giá chỉ còn 350.000. Để đúng cú pháp cho em mã sản phẩm này là K62. K62 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công, mức giá là bao nhiêu ạ? Chỉ 350.000 các chị yêu nhá. Đấy, đúng rồi. Phao rất là dày dặn luôn. Phao rất là dày và rất là dài luôn nhá. Các chị đi đường đó, chị nào trẻ trung mình mặc cho em cái dáng Hàn Quốc rất là ok luôn cho em này. Rất là nhiều điểm nhấn trên một chiếc áo luôn đúng không ạ? Xả mức giá 350.000 cho em nhé. K62 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại. K62 em có 3 màu này, màu xanh rêu, màu xám và màu đen các tình yêu nhé. Ngày hôm nay em sẽ xin phép và sẽ qua mẫu rất là nhanh thôi. Nên là các tình yêu chỉ cần nán lại trong livestream với em này thì em sẽ lên hết lần lượt từng mẫu để mình shopping ngày hôm nay nhé. Kể cả những cái mẫu áo phao vàng ở đằng sau hay là những mẫu khác thì em đều sẽ lên hết cho các tình yêu luôn này. Đó, bây giờ em xin phép qua mẫu luôn này. Đó, sang một mã tiếp theo nhé, sang một mã parka này các tình yêu này. Rồi sao mẫu parka này, một cái mẫu parka rất là đẹp đúng không nào? Đây là một cái form này, là form bó giúp em này, rất là đẹp này. Đấy, màu là tông màu, đây là một tông màu bồ độ này. Hôm nay chiếc áo parka này em sale chỉ còn bao nhiêu nhở? Mọi người có biết không, chỉ còn 350.000 thôi. 350.000 một cái áo parka như này nhá. Bên ngoài thị trường là phải đến tiền triệu luôn, bởi vì là hàng rất là đẹp luôn này. Thiết kế này, có mũ này, mũ này tháo ra được cho em nhá, cả lông luôn này. Đấy, thêm một túi nhỏ nhỏ ống tay này, điểm nhấn cực kỳ đẹp luôn. Nếu không thích bo cho em thì tháo bo ra. Sale chỉ còn 350.000 thôi. 350.000 cái K42 này. Mã sản phẩm là K42. Yêu thích để cho em là K42 kèm số điện thoại. Bởi vì cái mẫu này chỉ có duy nhất một cái màu xanh bồ đội thôi này. Áo parka này, chất liệu rất là xịn luôn cho em, mà chất liệu kaki rất là xịn luôn cho em nhá. Nào các chị ơi, khóa rất là sáng, rất là trơn cho em này. Bên trong này trần lông cừu toàn thân áo luôn này, cực kỳ dày, cực kỳ ấm và mặc cái này rất là tây và thời trang cho em luôn nhá. Xả mức giá chỉ có 350.000 mã này thôi ạ. Đó, các chị không nghe nhầm đâu ạ, 350.000. Mã hàng này cho em là mã hàng K42 nhá. K42 kèm size, kèm số điện thoại cho em nào. Hàng này bên em có đủ size, đủ số, từ size M đến size 2XL, 45 cân cho đến 65 cân mình đều mặc được cho em này. Mặc thành áo đôi cho em cũng rất là đẹp luôn nhá. Đó, mã này thì các chị ơi, mình có thể là như nào, cái phần cổ lông này này, mũ lông này mình hoàn toàn có thể tháo cho em nhá. Mình tháo cho em cái mũ ra được, phải có cái khóa này, các chị nhìn thấy chưa? Đó, cái mẫu parka này nhìn rất là tây đúng không ạ? Rất là tây và rất là sang chảnh cho em này. Ngày hôm nay sale đặc biệt chỉ có 350.000 cho chị yêu đang theo dõi livestream của em thôi. Để lại đúng cú pháp cho em nào. K42 kèm theo size, kèm theo số điện thoại cho em. Đúng cú pháp, mã hàng, kèm màu, kèm số điện thoại, em tự động lên hàng cho mình thành công các chị yêu nhé. Hiện tại cái lượng comment đang khá là nhiều thì em không kịp trả lời comment của từng chị một được. Vậy thì các chị ơi chỉ cần nán lại ở livestream với em này. Em lên lần lượt từng mẫu xong em sẽ giới thiệu sản phẩm rất là chi tiết. Mình ưng ý mã nào mình chốt cho em theo đúng cú pháp. Mã hàng, kèm màu, kèm số điện thoại là em lên đơn hàng cho mình thành công các chị yêu nhé. Phía sau còn rất là nhiều mẫu thì hiện tại là các chị nán lại ở livestream với em sẽ thử lên lần lượt lên người từng mẫu một cho mình nhé. Rồi bây giờ thì Dương xin phép được qua một sản phẩm phao dáng ngắn tiếp theo này. Sản phẩm mà hiện tại chị Dương đang mặc trên người là một sản phẩm phao trần bông cao cấp đến từ Quảng Châu. Sản phẩm được thiết kế này, phần điểm nhấn đó là phần điểm nhấn ở cổ này, ở lông, ở cổ chúng ta được thiết kế. Phần mũ có thể tháo rời ra giúp em nhá. Đấy, có thể tháo rời cho em. Và sản phẩm này được thiết kế là chiếc eo này ôm gọn cơ thể chúng ta. Mặc áo phao nhưng vẫn tôn lên được cái dáng của chúng ta rất là đẹp đúng không ạ? Ngày hôm nay sale sản phẩm này giá chỉ còn 299.000 trên sản phẩm áo phao này. Yêu thích để đúng cú pháp cho em nào. Mã sản phẩm làm K34 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công, mức giá 299.000 này. K34 ngày hôm nay em có 4 tông màu giới thiệu đến cho các chị yêu. Tông màu đầu tiên là một tông màu đỏ rất là nổi bật và ấm áp đúng không ạ? Một cái gam màu nóng như này mà mình mặc trong cái mùa đông lạnh giá này thì còn gì bằng đúng không nào? Mặc lên nó cảm thấy rất là ấm rồi. Rồi K34 kèm màu, kèm số điện thoại lên cùng đơn hàng thành công, mức giá là đúng rồi. K42 thì em chỉ có duy nhất một màu xanh rêu cho các tình yêu nhá. Bây giờ em chuyển sang một mã K34 này các tình yêu này. K34 thiết kế chiết eo cho em này, tôn dáng vô cùng luôn ạ, đúng không ạ? Dáng ngắn gọn gàng cho em nhá. Chiết eo phao công sở trơn cho em này. Đó, sale mức giá 299.000. K34 vừa lên tông màu đỏ, bây giờ tiếp tục sang tông màu hồng phấn các chị yêu nhá. Tông màu hồng phấn nhẹ nhàng và trẻ trung đúng không ạ? Tôn da tôn dáng vô cùng này. Phần mũ này các chị hoàn toàn có thể tháo rời nếu các chị không thích cho em nhá. Túi có khóa kéo luôn cho em này.
phao trần bông hàng Quảng Châu đủ size đủ số, từ size M đến 2XL, 40 cân cho đến 60 cân nhé. 40 cân đến 60 cân mình mặc được cho em này. Đó, mã hàng là K34 cho em, các chị nhìn cái đường trần bông này. Bông này nó trần rất là đều và rất là dày luôn các chị yêu nhá. Giữ ấm cho cơ thể rất là tốt luôn cho em này. Đấy. Nhà chốt cho em theo đúng cú pháp là K34 kèm màu kèm số điện thoại là mình được lên đơn với mức giá 299.000 nhá. Và hiện tại số lượng hàng trong kho em đang vơi đi rất là nhanh rồi. Nên là mình thích mã nào thì mình nhanh tay lên đơn cho em theo đúng cú pháp. Mã hàng kèm màu kèm số điện thoại thì em lên cho mình thành công nhá. Rồi, đó. Đúng rồi, nhanh tay giúp em nào. Chỉ có 299.000 thôi. Yêu thích để cho em là K34 kèm màu kèm số điện thoại mũi tông màu hồng rất là đẹp đúng không nào? 299.000 nha. Rồi, tiếp tục là K34 màu đen, một màu đen không kén da kén dáng kén tuổi đấy ạ. Rồi, nhanh tay để đúng cú pháp cho em nào. K34 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá chỉ 299.000 nha chị em nhá. Đấy, một sản phẩm phao chiết eo rất là dày dặn ôm gọn cơ thể chúng ta. Mặc phao nhưng không hề bị phá dáng đúng ạ. Rồi, nhanh tay để đúng cú pháp cho em K34 kèm màu kèm số điện thoại lên đơn hàng thành công này. Đấy, nhanh tay giúp em nào. Bởi vì hôm nay bên em qua mẫu thật, qua mẫu cực kỳ là nhanh luôn. Bởi vì là rất nhiều hàng phao em lên cho mọi người đấy. Nên là cứ nán lại livestream giúp em nha. Thế ai mua hàng thì nhớ là chia sẻ cho em vài lượt nho nhỏ rồi vào đây mua hàng. Cái giá sale sấp mặt như này đúng không nào. Tiếp theo này, tiếp theo em đang lên đó là một tông màu xám này. Một tông màu xám này là một cái tông màu áo phao mặc lên người đã thấy sáng sủa hết cả một con người lên rồi đúng không nào. Hôm nay sale chỉ có 299.000 thôi. Mã sản phẩm là K34 này, màu xám rất đẹp này. Đường trần chỉ của bên em này chuẩn từng km một đúng không nào? Đúng rồi. Nhanh nào. Tay để cho em nha. Tiếp tục lên tông màu xám cho em nhé. K34 kèm theo màu kèm theo số điện thoại cho em. K34 kèm theo màu kèm theo số điện thoại đủ size cho mọi người lựa chọn, từ size M đến size 2XL này. Đây là ai yêu thích thì cứ để cho em đúng cú pháp mã sản phẩm kèm màu kèm số điện thoại thôi là mọi người đã lên cú pháp thành công đúng không nào? Đủ size cho mọi người lựa chọn đâu, đủ size cho mọi người lựa chọn nha, nên cứ yên tâm để cho em theo đúng cú pháp. Hôm nay chỉ còn 299.000 thôi. Tiếp theo này em xin lần lượt giới thiệu lại lần lượt từng tông màu cho mọi người này. Đây, K34 màu em đang mặc đây là một tông màu xám, 299.000 đúng không nào. Tiếp theo này, một cơ màu đỏ này rất là nổi bội luôn này. K34 màu đỏ 299.000, K34 màu hồng 299.000, và cuối cùng là K34 màu đen 299.000 thôi đúng không nào. Đúng, nhanh rồi. Tay giúp em nha, để em theo đúng cú pháp K34 kèm màu kèm số điện thoại. Hôm nay qua cực kỳ là nhanh các mẫu, nên là mọi người yêu thích mẫu nào nhớ chốt ngay cho em mẫu đấy nhá. Bởi vì giá hôm nay là giá sale một nửa rồi, hơn một nửa luôn cho mọi người đấy. Nên là nhanh tay cho em, đừng chần chừ giúp em này. Đấy, ok rất nào, đẹp luôn nha. Nhanh tay nào thích mã nào chốt cho em theo đúng cú pháp mã hàng kèm màu kèm số điện thoại cho em nhé. Đó, các chị yêu thích mã nào thì chốt cho em theo đúng cú pháp mã hàng kèm màu kèm số điện thoại. Sau đó bên em sẽ có tele sale gọi điện để tư vấn cho mình nhé các tình yêu nha. Đó, bây giờ em xin phép tiếp tục qua mẫu này. Rồi, bây giờ Thùy Dương xin phép giới thiệu với sản phẩm váy mện tại Thùy Dương đang mặc. Bên trong là một sản phẩm váy len cao cấp đến từ Quảng Châu. Sản phẩm được thiết kế điểm nhấn đặc biệt là hai phần ống tay này, được thiết kế vòng xòe rất là tiểu thư và điệu đà đúng không ạ. Sản phẩm này được thiết kế là form dáng suông, form dáng rộng này, dấu dáng rất là ok. Chị yêu nào mình bầu bí mình mò chen cho em rất là ok nhá. Ngày hôm nay sale chỉ còn giá 99.000. Yêu thích để đúng cú pháp xem mã sản phẩm là V62. V62 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment mình lên đơn hàng thành công này. V62 bên em có 4 tông màu cho các chị yêu. V62 màu xám này, đấy, 99.000. V62 màu xanh coban 99.000 này. V62 màu đỏ mận 99.000 và V62 màu nâu bò nhá, 99.000 cho các chị yêu này. 4 tông màu em bao vừa cho các chị yêu dưới khoảng cân nặng 65kg em bao vừa hết. Sản phẩm len tăm rất là dày dặn và độ co giãn rất là bền này. Đấy, rồi để đúng cú pháp lên đơn hàng thành công V62 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công một sản phẩm váy rất là điệu đà và tiểu thư. Trên phần ống tay là phần chất liệu van xếp ly của chúng ta này, được thiết kế này. Đấy, được thiết kế là cái phần đường chỉ tông sợi tông này với cái màu váy của chúng ta đúng không ạ. Rồi để đúng cú pháp xem nào. Nhanh tay chốt cho em theo đúng cú pháp nào. Mã hàng là V62 kèm màu kèm số điện thoại. Lên đơn mức giá 99.000 một em váy các chị yêu nhá. Đó nào, bây giờ em tiếp tục chuyển sang mã tiếp theo này các chị này. Các chị ơi, để lại đúng cú pháp cho em là mã hàng V62 kèm màu kèm số điện thoại thì mình mới lên được đơn các chị yêu nhá. Còn trong một cái livestream như này em lên rất là nhiều mã này. Nếu mình không để lại đúng cú pháp là bên em sẽ không biết là mình lấy cái gì các chị yêu nhá. Rồi nào, tiếp tục em qua sản phẩm tiếp theo nhá. Bây giờ sang có một sản phẩm phao dáng ngắn này các chị yêu này. Đó, sang với một sản phẩm phao dáng ngắn cho các chị yêu này. Phao dáng ngắn này của em là một cái dạng phao kiểu phao nhăn đấy. Phao nhăn trần bông siêu dày siêu ấm cho em và kèm cho các chị một cái cổ lông này.
dáng là vừa vặn vào người và có siết có xẻ cái vạt chéo này, rất là trẻ trung cho em luôn đúng không ạ? Ngày hôm nay em sale cho các chị yêu cái mã áo phao dáng ngắn này, mức giá sale đặc biệt cho các chị yêu đang theo dõi livestream của em ạ. Đó là với mức giá 299.000 các chị yêu nha. 299.000 một em áo phao này cho em. Và mã hàng của em nó là K59 các chị yêu này. K59 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại. Lên đơn mức giá 299.000. Và hàng này của em có 5 màu cho các chị yêu lựa chọn, đồng thời là có 4 size nhé, từ size L cho đến size 3XL. Từ size L cho đến size 2XL cho em này. Mã này cho em là từ size L đến size 2XL. Thì cái size L này nó là form nhỏ ấy. Đấy, cái size L như là mẫu đang mặc đây ạ. Mẫu đang mặc ở đây đang là size L đây. Đúng rồi. Như là người mẫu bên em mà đang mặc size L này. Cái size L này là form nhỏ các chị yêu nhá. Từ size L đến 2XL cho em. Từ 40 cân cho đến khoảng 60 cân mình mặc được mã này cho em này. Từ 40 cân đến 60 cân nhá. Mã hàng cho em là mã hàng K59 này. K59 kèm màu, kèm số điện thoại cho em để mình được lên đơn với mức giá 299.000. Bên em có hai cơ sở các tình yêu nhé. Cơ sở 1 ở số 6 ngõ 41 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, và cơ sở 2 Đại học Nông Lâm Bắc Giang này. Đấy, có điểm nhấn hai cái khúc đằng sau này. Màu đầu tiên đó chính là cái màu hồng phấn nhạt này cho em này, hồng vỏ đỗ nhạt cho em này. Bây giờ em tiếp tục qua màu tiếp theo nha. Rồi em tiếp tục qua màu tiếp theo này đấy. Rồi tiếp tục là Thị Dương đang qua một tông màu tiếp theo là một tông màu đỏ này, là đỏ rượu này đấy. Một tông màu đỏ rượu này thì rất là sang chảnh đúng không ạ? Sao vào mà em đang mặc trên người đây ngày hôm nay sale 299.000 nhá. Một sản phẩm phao nhăn trần bông rất là dày dặn này, mà một thiết kế form dáng thì rất là điệu đà đúng không ạ? Đấy, một thiết kế này đấy, form dáng rất là điệu đà. Rồi để đúng cú pháp cho em mã sản phẩm là K59 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá 299.000 các chị yêu này. Và K59 ngày hôm nay có 5 tông màu bên em giới thiệu cho các chị yêu. Đấy, mình nán lại livestream với em một lát, đầy đủ 5 tông màu sẽ được hiện diện nhá. Đúng rồi, nhanh tay giúp em nào, bởi vì hôm nay 5 tông màu này mọi người phải chọn được giúp em nhá. Mọi người nhìn này đấy, thì thiết kế rất là đẹp luôn này. Đằng sau này là có 3 cúc nhá. Đằng sau điểm nhấn 3 cúc này. 2 cúc. Đó, khóa bạc rất là sáng, rất là trơn cho em nhé. Cái phần cổ lông này các chị hoàn toàn có thể tháo rời cho em nếu mà mình không thích cho em này. Đó, sale với mức giá chỉ có 299.000. Phao nhăn trần bông siêu dày, siêu ấm, dáng ngắn gọn gàng và trẻ trung luôn cho em đúng không ạ? Đủ size, đủ số cho từ 40 cân đến 60 cân. Đó là từ size L đến size 2XL cho em này. Đấy, như mẫu em đang mặc size L là size bé nhất rồi nhé. Từ size L đến size 2XL, từ 40 cân đến 60 cân mình mặc được mã này cho em này. Chốt cho em theo đúng cú pháp nào. Mã hàng là K59 nha. K59 kèm màu, kèm size, kèm theo số điện thoại. Lên đơn mức giá 299.000. 5 màu và 3 size thoải mái cho mọi người lựa chọn luôn ạ. Đấy, cổ lông tiêu quá là đẹp, quá là sang như này. Các chị không thích, các chị tháo cổ lông tiêu ra cho em cũng là ok luôn này. Rồi cái này tháo được luôn cả mũ này các chị yêu này. À, cái này tháo được luôn cả mũ nha. Đó, nhanh tay nhỉ, chốt cho em theo đúng cú pháp là mã hàng K59 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại nha. K59 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại giúp em nha. Rất nhiều tông màu này. Mỗi tông màu đen này là cực kỳ là đẹp luôn này. Đã qua rất nhiều tông màu rồi đúng không nào? 299.000 thôi, nhìn tay tốt cho em nha. Rồi tiếp tục là K59 màu xanh rêu này. Đấy, một tông màu xanh rêu thì mặc rất là nổi bật tông da. Hay chị yêu nào mà mình hơi đứng tuổi một xíu, mình mặc cho em cái tông màu này nhá. Chị yêu nào thích màu trầm mình cũng lấy cho em cái tông màu này. Rồi ngày hôm nay sale chỉ 299.000 và hàng có đủ size cho các chị yêu lựa chọn luôn. Để đúng cú pháp cho em lên đơn hàng thành công là K59 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Mình lên đơn hàng thành công với mức giá chỉ 299.000 các chị yêu này. Đấy, màu chỉ một sản phẩm một sản phẩm cao cấp như vậy này mà chỉ với mức giá 299.000, mình đã dinh được một sản phẩm như này rồi thì còn chần chờ gì nữa đúng nào? Rồi K59 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment, lên đơn hàng thành công các chị yêu này. Nhanh tay cho em nào, mã sản phẩm kèm màu, kèm số điện thoại, đó là cú pháp phải lên đơn hàng thành công đúng không nào? Mã sản phẩm em đang mặc trên người là K59. K59 hôm nay sale chỉ còn 299.000 thôi. Tông màu tiếp theo em đang mặc đó là một tông màu xám này. Mặc tông màu xám này vào thấy rất là đẹp rồi đấy, đúng không nào? Nhanh tay để cho em theo đúng cú pháp. K59 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại, đủ size cho mọi người lựa chọn nha. Nên là để cho em theo đúng cú pháp nào, 299.000 thôi. Tiếp theo em xin nói lại từng tông màu cho mọi người này. Đấy. Rồi, sản phẩm K59 là một sản phẩm phao nhăn trần bông rất là dày dặn được thiết kế này. Phần mũ có thể tháo rời và lông tiêu cho các chị yêu này, rất là đẹp đúng không ạ? Rồi được thiết kế một cái form dáng rất là độc và lạ này. Đấy, đằng sau có điểm nhấn cho các chị yêu rất là độc và lạ, bên sườn cũng có khóa là điểm nhấn đúng không ạ? Rồi ngày hôm nay chỉ với mức giá 299.000, mình đã dinh ngay được em siêu phẩm này về tủ áo của mình rồi. Còn chần chờ gì nữa, để đúng cú pháp cho em nào.
K59 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công mức giá 299.000. K59 màu xám này 299.000. K59 màu xanh rêu 299.000. K59 màu hồng phấn này đấy 299.000. K59 màu đỏ rượu này 299.000 và K59 màu đen nhá 299.000. Để đúng cú pháp lên đơn hàng thành công cho em nào. K59 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công mức giá là 299.000. Và hàng bên em là hàng có đủ size từ size L cho đến size XL, là cho người từ 40 đến khoảng 60kg mình có size lựa chọn cho em. Nên đã yêu thích rồi mình quất ngay cho em nhá, khỏi cần phải chần chừ đúng nào. Rồi có size cho các chị yêu dưới 60kg mình có size lựa chọn cho em này. Để đúng cú pháp cho em nào. K59 kèm màu kèm dối loại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công em qua tiếp đi ạ. Rồi nhanh tay cho em, hôm nay qua cực kỳ là nhiều mẫu áo phao. Nên là các chị em nào mà yêu thích mẫu áo phao nào thì phải quất ngay cho em. Đừng chần chừ này, bởi vì rét đã dưới 10 độ C, lại còn gần Tết rồi, mình sắm ngay cho mình một cái áo Tết đúng không nào. Bởi vì Tết nay theo em biết là rất là lạnh đúng không. Nhanh tay này, em tiếp tục qua một cái mẫu áo phao nữa là mọi người hỏi từ đầu livestream đến giờ. Rất là hot hit bên em luôn, một cái áo phao màu vàng cực kỳ đẹp nào. Đấy, một cái áo phao đây là form dáng Hàn Quốc với thiết kế là hai túi to bản đằng trước này, điểm nhấn là cổ lông tiêu này. Đó, rất là đẹp luôn đúng không ạ? Mã này là thiết kế form dáng Hàn Quốc dáng dài cho em nhé. Có phần rút dây eo để các chị có thể rút dây eo cũng được, các chị thả xuông theo kiểu Hàn Quốc cho em cũng rất là ok luôn cho em này. Ngày hôm nay mã này em xả giá đặc biệt cho các tình yêu. Ngoài thị trường em thấy bán mức giá từ 800 cho đến 1 triệu đồng các chị yêu nhá. Mã này ngày hôm nay em sale đặc biệt cho các chị yêu đang xem livestream với mức giá là 550.000 các chị yêu nhá. 550.000 một em áo phao vàng hàng Đại Hàn, hàng Quảng Châu cho em này. Đúng cú pháp cho em là mã hàng là K16 nhá. K16 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại. K16 kèm theo size, kèm theo số điện thoại. Em lên đơn cho mình mức giá 550.000 này. K16 màu vàng này em có 3 size này, size M, size L và size XL. Cho cân nặng từ 45 cân đến 65 cân mình mặc được cho em này. Chất phao trần bông quá là dày ấm luôn này các chị này. Cổ lông tiêu siêu đẹp luôn các chị nhìn thấy chưa. Đó, mã hàng là K16 cho em nhé. K16 kèm theo size, kèm theo số điện thoại. Lên đơn mức giá bao nhiêu ạ? Mức giá chỉ có 550.000 thôi. 3 size cho các tình yêu lựa chọn luôn. Bây giờ em tiếp tục qua mẫu luôn nhá. Tình yêu nào thích mã này chốt cho em là K16, kèm theo size, kèm theo số điện thoại cho em nha. Rồi bây giờ thì Dương qua một sản phẩm phao dáng lỡ này, vẫn là một sản phẩm phao hot hit đúng không ạ? Sản phẩm mà em đang mặc trên người là một sản phẩm phao dáng béo này, sản phẩm phao dáng rộng, phong cách Hàn Quốc đúng không ạ? Được thiết kế phần điểm nhấn này, phần ống tay chúng ta được thiết kế có phần khuy điều chỉnh này. Đấy, kết hợp cho các chị yêu một cái mũ len lông này. Một cái mũ lông này rất là lớn này, và lông này có thể tháo rời cho em. Ngày hôm nay sản phẩm này sale giá sốc cho các chị yêu giá cũng chỉ còn 550.000. Để đúng cú pháp lên đơn hàng thành công cho em nào. K32 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. K32 này bên em có 3 tông màu cho các chị yêu cùng lựa chọn. Như K32 bên em này có 2 size, size S và size M, dưới 65kg em bao vừa cho các chị yêu luôn. Để đúng cú pháp, K32 kèm màu kèm số điện thoại lên cùng một hàng lên trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công các chị yêu nhé. K32 cho em này 3 tông màu luôn, các chị xem cái phần trần bên trong của em rất là đẹp luôn nhé. Lông trắng muốt trắng tinh luôn cho em này. Ngày hôm nay sale mức giá là 550.000 các tình yêu nhá. 550.000 cho em này, tông màu vàng đầu tiên này. K32 màu vàng này, bây giờ sang K32 màu xanh cho em nhé. Đấy, K32 màu xanh cho em này. Một cái tông màu xanh rất là sang chảnh, rất là trẻ trung cho em luôn đúng không ạ? Đó, xả mức giá 550.000 cho em này. K32 kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại cho em. K32 3 màu và 2 size này, size S và size M này. Em cho các chị xem phần trần bên trong này. Hàng Quảng Châu loại 1 cho em nhé. Cổ lông, mũ lông rất là lớn luôn cho em đúng không ạ? Đó, sale mức giá chỉ có 550.000 thôi ạ. Mã hàng cho em là K32 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại cho em nào. K32 màu vàng này, K32 màu xanh này và K32 màu kem các chị yêu nha. Rồi nhanh tay giúp em nào, mã sản phẩm đang mặc trên người là K32. K32 là một form dáng Hàn Quốc này. Đấy, ống tay này, đính này, mọi người mà chặt quá hay to quá muốn to điều chỉnh được theo ý của mình đúng không nào. Sale chỉ còn bao nhiêu nhở? 550.000 một cái chiếc áo phao Đại Hàn đến từ form dáng Hàn Quốc như này. Thì đừng chần chừ giúp em, chỉ 550.000 thôi. Với 3 tông màu cho mọi người lựa chọn nhá. Tông màu đầu tiên đang mặc đó là một tông màu xanh ghi đá này, rất là đẹp luôn. Tông màu thứ hai là một tông màu be sữa này, một tông màu be này. Tông màu be K32 màu be 550.000, K32 màu xanh ghi đá 550.000 và tiếp theo là một K32 màu vàng 550.000 nào. Chỉ 550.000 thôi, dinh ngay đồng kéo phao rất là đẹp đúng không nào.
Rồi nhanh tay đẩy đúng cú pháp cho em là K32 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Mình lên đơn hàng thành công mức giá là 550.000 các chị yêu nhá. Và hàng là hàng Quảng Châu cao cấp loại 1, em bao giá bao chất toàn thị trường luôn. Đẩy đúng cú pháp lên đơn hàng thành công là K32 kèm màu kèm số điện thoại. K32 màu trắng sữa 550.000, K32 màu vàng 550.000 và K32 màu xanh kỳ đá 550.000. Này các chị nhìn cho em cái cổ lông này, nó phải to và nó phải trắng, nó phải đẹp như thế này mới là hàng Quảng Châu loại 1 cho em nhé. Chất liệu là phao da lộn này, trần bông siêu dày siêu ấm cho em, trần dày 5cm luôn nhé, mặc gọi là bất chấp mọi loại gió mùa, đi cả trời mưa trời tuyết cho em đều rất là ok nhé. K32 kèm màu kèm số điện thoại, mình lên đơn mức giá 550.000 cho em này. Bây giờ em tiếp tục sẽ qua mẫu luôn các tình yêu nhé. Ngày hôm nay qua mẫu rất là nhanh rồi. Nên là thích mã nào lên đơn cho em mã đấy, tụi hết hàng luôn này. Đúng rồi, hết hàng là mọi người rất là tiếc đúng không nào? Bởi vì hôm nay vừa là hàng sale, vừa là những hàng khan kiếm. Viết voi kho ở bên em đấy, để nhanh tay để cho em nào. Tiếp theo đang qua một cái mã tiếp theo này. Đây là một cái mã cũng là form dán đến từ Hàn Quốc này. Túi giả ở bên trên và túi thật ở bên dưới. Ống tay thì kéo khóa giúp em này. Cổ lông màu trắng cực kì đẹp luôn. Nhìn đã biết là đến từ hàng Quảng Châu cao cấp như nào rồi đúng không nào? Không cần phải nói nhiều. Đây là chất da lộn này. Đúng rồi, phao da lộn cho em này. Thiết kế này thì nó đặc biệt hơn cả đúng không ạ? Rất là nhiều chi tiết trên một chiếc áo cho em này. Túi giả này, túi nắp thật này. Đấy, khóa ở tay cho em này. Form dáng dài Hàn Quốc nha các chị nào. Cao cao một tí mặc như diễn viên Hàn Quốc cho em luôn này. Ngày hôm nay em sale mã này với mức giá là 550.000 cho em nhé. Mã hàng là K33 cho em này. K33 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại. Lên đơn mức giá 550.000. Màu đầu tiên đang lên là tông màu vàng này. Một tông màu vàng hot trend quá là đẹp luôn đúng không ạ? K33 màu vàng kèm theo số điện thoại cho em này. Bây giờ em tiếp tục để em không thử nữa nha. Bây giờ em dơ các màu cho chị đi xem. Mấy màu này em không thử nữa. Em dơ các rồi. Màu còn lại xem. K33 màu đầu tiên em mặc đó là một công màu vàng này. 550.000 đúng không nào? Rất là đẹp, nhanh tay giúp em này. K33 màu đen, một cái tông màu không hề kén da kén tuổi luôn cho em này. Đấy, rất là rồi, đẹp luôn. Hàn Quốc cổ lông đen quá. Áo đen này 550.000 thôi. Tiếp theo này, K33 màu xanh rêu này, nhìn cái cổ này cực kỳ là mê ly luôn đúng không nào? 550.000 giúp em. K33 550.000 màu xanh rêu. Đó. Cuối cùng là một tông màu đỏ này, một tông màu đỏ hot hit, cổ đen tông đỏ này. 550.000 K33 màu đỏ, 550.000 K33 màu xanh rêu, 550.000 K33 màu đen, 550.000 và cuối cùng là một cái tông màu vàng đẹp cực kỳ này. K33 màu vàng 550.000 giúp em nha. Nhanh tay cho em. Nếu mà yêu thích mã sản phẩm em đang mặc trên người thì phải chốt luôn cho em này, bởi vì 550.000 là một cái giá cực kỳ là giảm giá, rất là sốc rồi đấy ạ. Cực kỳ là sốc, sốc rất áp luôn, nên là để cho em theo đúng cú pháp. K33 kèm màu kèm số điện thoại giúp em nha. Rồi ok nào các chị ơi, chị yêu nào mà yêu thích K33 mình để nhanh tay cú pháp tại đây lên đơn hàng thành công nhá. Rồi bây giờ thì Dương xin phép được giới thiệu qua một sản phẩm phao tiếp theo, là sản phẩm phao này là phao sáng lỡ. Được thiết kế điểm nhấn là phần lông tiêu cho các chị ở phần mũ chúng ta này. Lông này có thể tháo rời cho em. Và điểm nhấn đặc biệt đó là gì ạ? Là hai phần eo của chúng ta được chiết eo ôm gọn cơ thể rất là đẹp này. Một áo phao rất là sang chảnh đúng không ạ? Rồi sản phẩm này ngày hôm nay em sale mức giá 350.000 cho chị yêu nào mình đang xem livestream của em. Yêu thích để đúng cú pháp cho em nào. K22 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. K22 bên em có đủ size cho người. Dưới 65kg em đều có size. Từ 40 đến 65kg em đều có size cho các chị yêu lựa chọn nhá. Rồi K22 màu hồng 350.000 này. Tiếp rồi. Tục qua màu đây ạ. Tiếp theo là một tông màu đỏ em đang mặc trên người, một tông màu rực lửa luôn, nhìn là đã ấm rồi. Sale chỉ có bao nhiêu nhỉ? 350.000 thôi. Nhanh tay để cho em theo đúng cú pháp. K22 màu đỏ kèm số điện thoại giúp em này, bởi vì hôm nay bên em có tận 4 tông màu trong rất nhiều tông màu của cái K22 này nhá, nên là mọi người đán lại chim em sẽ lên lần lượt từng tông màu này. Đây. Đường kim mũi chỉ bên em rất là tỉ mỉ và chi tiết luôn đúng không nào? Để phao rất là dày dặn luôn này, đúng là phao bằng trần lông bên trong hàng Quảng Châu cao cấp này. Cổ lông này rất là to luôn. Chiết eo cho em này, đấy, mặc cho em đi công sở đi làm này rất là đẹp luôn. 350.000 một cái áo phao lỡ như này nhá, thì cần đừng chần chừ giúp em này. Đấy, nhanh tay giúp em nào. K22 kèm màu kèm số điện thoại. Hết chưa? Không có. Rồi còn một tông màu nữa là một tông màu xám này. Đấy. Một tông màu xám cực kỳ đẹp luôn này. Rồi đúng rồi nha, K32 ngày hôm nay có 3 tông màu giới thiệu đến các chị yêu đi. Chị yêu nào mình thích màu nào thì nhanh tay mình quất luôn cho em nhá. Đấy, ngày hôm nay với chỉ 350.000 thôi. Nhanh tay còn trần nữa, phao trần bông rất là dày dặn này. Đấy, đấy. Hàng Quảng Châu cao cấp của bên em. Mặc cái tông màu xám này vào thì rất là đẹp luôn này. Mặc một tông màu xám áo phao này, áo nào màu xám màu kiểu áo phao mặc vào thấy sang, rất là sang rồi. Nhanh tay để cho em theo đúng cú pháp. K22 kèm màu kèm số điện thoại với 3 tông màu này. K22 màu xám 350.000, K22
K2 màu đỏ 350.000 và K2 màu hồng 350.000 đúng không nào? Chỉ 350.000 thôi. Nhanh tay giúp em nào. Mã sản phẩm kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Đó là cú pháp để lên đơn hàng thành công nha. Mọi người nhanh tay lên nào. Rồi đúng rồi đấy ạ. Cú pháp lên đơn hàng thành công là mã sản phẩm kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Mình lên đơn hàng thành công với mức giá chỉ là 350.000 đối với sản phẩm K2 này các chị ơi nhá. Đấy, đằng sau bên em còn rất là nhiều mẫu. Nên chị yêu nào mình yêu thích mình cứ nán lại livestream với em. Đấy, mình nán lại livestream với em ngày hôm nay rất nhiều mẫu giới thiệu cho các chị yêu này. Rồi, còn chị yêu nào yêu thích K2 để đúng cú pháp nào K2 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công các chị yêu nhá. Rồi bây giờ em bên em chuẩn bị qua mẫu tiếp theo rồi. Nên có chị yêu nào mình yêu thích mình để đúng cú pháp cho em làm mã sản phẩm kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Mình lên đơn hàng thành công mức giá chỉ 350.000 các chị yêu ạ. Nhanh tay bởi vì hôm nay mọi người cứ nán lại năng chi là live stream nhá. Bởi vì hôm nay bên em có tận mấy chục mẫu áo phao live trong cái live stream này để sale cho mọi người đấy ạ. Bởi vì hàng sale bên em với hàng mẫu áo phao bên em không thể nào đếm nổi nhiều mẫu áo phao như nào luôn. Hôm nay bên em nhập rất nhiều để phục vụ mọi người đấy, một đúng cái áo phao cực kỳ đẹp luôn. Sang rồi mã tiếp theo các chị yêu nha. Những cái áo phao màu vàng là bên em sale đồng giá 550.000 nha. Như áo phao màu vàng mà canh đang mặc thì mã hàng là K16 cho em. Sale 550.000 mình chốt cho em là K16 kèm theo size, kèm theo số điện thoại. Lên đơn mức giá 550.000 nha. Bây giờ em sang sản phẩm tiếp theo này. Bây giờ sang sản phẩm tiếp theo rất là trẻ trung đúng không ạ? Đó, mã hàng này cho em là mã hàng K43. Lấy cái bút viết cái nhỉ. K43 nha chị nha, mã sản phẩm em đang mặc trên người là K43 này. Đó, ok nào, bây giờ em sang với sản phẩm tiếp theo nhé. Là một sản phẩm rất là trẻ trung cho em này. Với điểm nhấn là cái phần cúc màu của em này đúng không ạ? Cúc nhiều màu cho em này và logo này. Đấy, logo ở tay và logo ở phía túi này cho em này. Đấy, và có hai cái túi giả ở phía sau lưng nữa. Rất là trẻ trung cho em luôn đúng không ạ? Đấy, logo ở mũ nữa này. Thứ thật luôn này. Đó, ngày hôm nay em sale mã này giá rất đặc biệt cho tình yêu đang theo dõi livestream của em nhá. Chất liệu phao trần bông hàng Quảng Châu này, sale mức giá 350.000 nha. Mã hàng của em là mã hàng K43. K43 em có 3 size, size M, size L và size XL, cho từ 40 cân đến 65 cân mình mặc được cho em nhé. Size M, size L và size XL từ 40 cân đến khoảng độ 62 cân mình mặc được cho em mã này này. Mã hàng là K43, 3 size M, L, XL, 350.000. Ok nào, hai màu cho các tình yêu lựa chọn luôn nhé. Một tông màu nâu rất là tây này và một tông màu xanh rêu rất là cá tính cho em này. Hai màu nha. Mã hàng là K43 kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại. Lên đơn mức giá 350.000 nha. Rồi, K43 kèm theo màu, kèm theo size cho số điện thoại giúp em nha. K43 này có rất nhiều đủ size cho mọi người lựa chọn nha. Từ 40kg đến tầm độ 65kg mặc vừa giúp em này. Đây là yêu thích để ngay cho em là bát sản phẩm kèm màu, kèm số điện thoại này. Với những thiết kế cúc bấm này, xanh đỏ, xanh trắng này. Đấy, túi thật, túi giả, túi thật đằng sau này. Ở mũ áo giúp em này. Đấy, ở túi bên đằng trước này. Rất là nhiều điểm nhấn bởi vì hôm nay cái áo này cực kỳ là phong cách luôn. Cực kỳ là phong cách của bên em đấy. Sale hôm nay chỉ còn là 350.000 thôi. 350.000 một cái áo phao dáng dài này thì mọi người không nên chần chừ nữa. Bởi vì là chỉ có 350.000 thôi. Nhanh tay để cho em theo đúng cú pháp K43 kèm màu kèm số điện thoại. Tông màu nâu tây em đang mặc trên người là một tông màu cực kỳ là sang chảnh luôn này. Sale chỉ còn 350.000 này. Một tông màu tiếp theo là một tông màu xanh rêu này. Cũng rất là tôn da tôn dáng cho mọi người đúng không nào. Mã sản phẩm này bên em chỉ có hai tông màu, đó là một tông màu nâu và một tông màu xanh rêu thôi. Sale chỉ còn 350.000 thôi. Nhanh tay yêu thích để cho em là K43 kèm màu kèm số điện thoại giúp em nha. Nhanh tay để cho em theo đúng cú pháp nào. Rồi, K43 kèm màu kèm số điện thoại lên đơn hàng thành công mức giá chỉ 350.000. Và hàng bên em là hàng có đủ size, đủ số dưới 60kg mình có size lựa chọn cho em nhá. Rồi, một sản phẩm phao dáng dài này. Đấy, một sản phẩm phao dáng dài như vậy này, mình đi mưa, đi gió này, đi lạnh thì không sợ đúng nào. Rồi, để đúng cú pháp lên đơn hàng thành công mức giá chỉ 350.000 là K43 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công này. Đấy, K43 màu nâu và K43 màu xanh rêu nhá. Đấy, phao trần bông rất là dày dặn các chị yêu này. Đấy, và chỉ với mức giá là 350.000 mình đã xin được một sản phẩm áo phao rồi rồi. Thì hết rất là tuyệt vời đúng không nào. Rồi, nhanh tay để đúng cú pháp cho em nào. K43 là mã sản phẩm ngày hôm nay sale mức giá chỉ 350.000 này. Đấy, sản phẩm có rất nhiều điểm nhấn đúng không ạ? Đó, một sản phẩm này mặc rất là trẻ trung mà form dáng là form dáng rộng các chị yêu nhá. Đấy, form dáng rộng này thì mặc này, đấy mặc rất là kiểu như phong cách Hàn Quốc đúng không ạ? Rất trẻ trung. Đấy, điểm nhấn này. Rất là nhiều điểm nhấn đúng không ạ? Ở mũ chúng ta này. Đấy. Rồi nhanh tay để đúng cú pháp nào. K43 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Em chuẩn bị qua mẫu rồi, 5 giây cuối cùng cho chị yêu nào mình
mình yêu thích K43 mình để đúng cú pháp cho em. Là K43 kèm màu kèm số họa trên cùng một dòng rồi. Các chị nhá. Phí ship của bên em khi mua một chiếc áo phao là 40.000 này, hai chiếc áo phao là 50.000. Đấy, cứ thêm một cái áo phao thêm 10.000 nữa cho em nhá. Thì bên em đã xả hàng rất là rẻ rồi thì em không free ship đâu các tình yêu nha. Đấy, mình mua 10 cái em cũng không free ship đâu ạ. Cái hàng phao này nó hơi cồng kềnh, nó hơi nặng một xíu nên là phí ship nó sẽ cao hơn cái những cái hàng khác một xíu nhá. Em mong các tình yêu thông cảm cho em, và phí ship này em cũng gửi bên bưu điện chứ cũng không phải là em thu đâu ạ. Đấy, nào nhanh tay để lại đúng cú pháp cho em là K43, kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại, lên đơn mức giá 350.000 cho em nhé. Bây giờ em tiếp tục qua sản phẩm tiếp theo này. Rồi, tiếp tục mình sẽ qua một sản phẩm tiếp theo này. Một tạo sản phẩm cực kỳ đẹp luôn. Đây là một cái áo phao này. Đấy, một màu, đây là màu bộ đội này. Với điểm nhấn là logo ở trên phần ngực này, logo ở phần ống tay này, rất là tinh tế, nhỏ bé và tinh tế. Em đang mặc ở chế độ là em đang mặc chiếc áo là chiết eo nhá. Nếu mọi người không thích chiết eo thì có thể bỏ chiết eo ra cho em này. Đấy. Đằng sau tẽ ra cho em này. Hôm nay mã sản phẩm này có mã là K47. K47 em sơ hôm nay là giá sập sàn. Nhanh tay để cho đúng em mã sản phẩm kèm màu kèm số điện thoại nha. Biết là K47. K47 ngày hôm nay em sale mức giá là 350.000 các tình yêu nha. K47 sale 350.000 này. Hàng đủ size cho em từ size M đến size 2XL này. 40 cân đến 65 cân mình mặc thoải mái cho em luôn này. Đó, em đang lên tông màu đầu tiên là tông màu xanh rêu này. Thì cái này nha, chất liệu là phao trơn này. Phao trơn này có cái logo ở tay cho em này. Đấy, có thể rút eo cho em này. Đó, và nó như nào nhỉ? Nó có cái logo chữ màu đây và cái khóa phối màu cam này. Rất là trẻ trung luôn cho em đúng không ạ? Đó. Cái này trẻ trung nhỉ? Đấy, có cái dây rút đằng sau như này. Đó, ngày hôm nay sale mức giá chỉ có 350.000 thôi nhá. Mã hàng cho em là mã hàng K47 này. K47 kèm màu xanh rêu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại cho em. Size từ size M đến size 2XL. 40 cân đến 65 cân mình mặc được cho em này. 3 tông màu, 3 sự lựa chọn luôn. Em tiếp tục qua màu luôn nhá. Qua màu đấy, cực kỳ nhanh, màu xanh rêu là rất là đẹp luôn nha. Rồi, tiếp tục Thùy Dương đang qua một tông màu xám. Đúng rồi các chị ơi, các chị có thể ghé trực tiếp shop em mua hàng nhé. Cơ sở 1 ở số 6 ngõ 41 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội. Cơ sở 2 Đại học Nông Lâm Bắc Giang. Nhớ chia sẻ livestream trước khi qua giúp em để mình được hưởng mức giá sale các tình yêu nha. Đấy rồi, ok này, một sản phẩm này mặc rất là trẻ trung năng động. Có hai kiểu mặc, một là dáng suông, hai là dáng zip eo đúng nào? Hiện tại thì Dương đang mặc dáng suông đây ạ. Đấy, dáng suông này. Chiều nào mà thích rút eo thì mình rút cho em hai cái phần cái dây nhá. Đấy, thì sẽ mặc thành dáng rút eo này. Tôn dáng rất là đẹp đúng nào? Khi mà rút eo là vào tôn dáng của áo rất là đẹp. Rồi ngày hôm nay sale chỉ mức giá là bao nhiêu ạ? Chỉ mức giá là 350.000. Để đúng cú pháp cho em lên đơn hàng thành công là K47. K47 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment mình lên đơn hàng thành công nhá. Đấy, em đang rút eo cho các chị yêu này. Đang rút eo thử cho các chị yêu để lên dáng áo này. Đấy, lên cái dáng áo rất là đẹp đúng không ạ? Rồi qua tiếp màu của K47 ạ. Rồi em lại qua tiếp một tông màu K47 đây. Tông màu đen này là một cái tông màu không một mẫu áo phao nào thiếu đúng không nào? Nên là một tông màu đen rất là hot hit này. Đây. Ống tay là ống tay bo chun giúp em nhé. Ống tay bo chun này đi gió không sợ lùa. Với thiết kế điểm nhấn cực kỳ là nhỏ bé nhưng mà rất là tinh tế và còn đẹp đúng không nào? Một cái chữ màu ở đây này. Đấy. Khóa là khóa cam, bên trong cổ lót cũng là cổ cam này. Đấy, một cái áo đen mà logo như này nhìn rất là tinh tế đúng không nào? Nhanh tay để cho em theo một cái cú pháp K47 kèm màu kèm số điện thoại. K47 có 3 tông màu này. Đấy. Một là tông màu xanh rêu đang cầm trên tay, hai là tông màu đen đang mặc trên người, và ba là một tông màu sáng này, một cái tông màu toàn những tông màu đẹp thôi. Mà sale bao nhiêu nhỉ? Chỉ có 350.000 một cái áo phao này thì đừng chần chừ giúp em này. Đấy, rất đẹp đúng không nào? Rồi, để đúng cú pháp thì mình lên đơn hàng thành công các chị ơi nhá. K47 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công mức giá 350.000. Và em là hàng có đủ size đủ số này. Đấy, cho các chị yêu mình dưới khoảng cân nặng 65kg mình đều có size lựa chọn cho em. Đấy, yêu thích thì nhanh tay để đúng cú pháp này. Hàng này nó không có nhiều đâu. Đấy, đã là hàng sale thì chắc chắn nó sẽ không có nhiều đúng nào. Chiêu nào nhanh tay em chừa hàng trước nhá. K47 là mã sản phẩm ngày hôm nay sale chỉ mức giá 350.000. Để đúng cú pháp K47 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. K47 màu xám 350.000, K47 màu xanh rêu 350.000 và K47 màu đen 350.000 nhá. Đây là dáng suông này, chưa rút eo này. Đấy, chị yêu nào mà không thích rút eo, mình mặc dáng suông hiện tại Thùy Vân em đang mặc này. Thích rút eo thì rút eo như em. Đấy, mình mặc thành dáng rút eo để tôn dáng áo rất là đẹp đúng không ạ? Rồi nhanh tay 5 giây cuối cùng cho mã sản phẩm K47 để đúng cú pháp K47 kèm màu kèm số trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công nhá. Đấy. Rồi nhanh tay nào các chị yêu ơi. K47 đây ạ. Rất là đẹp luôn sản phẩm này. Rất là đẹp. Sản phẩm này bên em đang sale với mức giá là 350.000 các chị yêu nhá.
350.000 và mẫu là à, mã là K47 ạ. Rồi còn mã ở bên kênh bên em đang mặc sale đồng giá 550.000 à, sale với giá 550.000 và mã là K16 nhá. Chị yêu nào yêu thích để đúng cú pháp cho em là K16 kèm số điện thoại kèm size trên cùng một dòng comment lên mức giá 550.000. Còn áo này là K47 sale 350.000 nhá. Đấy. Em phải nói chậm không đấy các chị nghe lại nhầm mất giá. Rồi em chuẩn bị qua mẫu rồi đấy ạ. Rồi em lại qua một chiếc mẫu, đây là mẫu áo gì nhỉ? Đây là mẫu áo kaki nhá. Cái cổ của nó rất là cao luôn này. Đấy, ôm cực kỳ là đẹp, cực kỳ là chuẩn giúp em đúng không nào? Nhanh tay để cho em nào, cái áo này rất là đẹp luôn này. Đây là một cái áo kaki này. Đấy. Kaki màu đỏ cực kỳ đẹp, cực kỳ là tin giúp em này. Khóa là khóa kiểu chéo nhá, rất là lạ luôn đúng không nào? Chữ ở viền áo này, đấy. Được theo trực tiếp vào luôn. Cực kỳ là đẹp này, số má nữa em, đằng sau là phối màu nhá. Mẫu này rất là tin luôn cho em đúng không ạ? Rất là trẻ trung cho em nhé. Với cái họa tiết này, với những cái họa tiết số và họa tiết khóa cho em này. Đó, và cái mũ của nó là mũ phối len cho em này. Đó, mũ phối len cho em này. Sau lưng là phối nỉ nhá. À, sau lưng là chất liệu nỉ này. Đấy, phía trước là chất liệu kaki cho em này. Với rất nhiều họa tiết trên áo luôn đúng không ạ? Mã này rất là tin cho em này, mặc rất là ấm luôn đúng không ạ? Ngày hôm nay em sale mã này rất là giá, rất là đặc biệt cho các tình yêu đang theo dõi livestream của em nhé. Đây, đấy, mặc kéo thêm một tí nhìn đẹp hơn. Đấy, ok đẹp nhỉ? Tông màu đỏ ấm áp chưa ạ? Rất là đẹp, rất là ấm áp luôn này. Cực kỳ là tin, cực kỳ là sang chảnh luôn. Một cái áo kaki rất là dày dặn này. Hôm nay sale cho mọi người một cái giá rất là sốc luôn. Mọi đúng người rồi. Có bao nhiêu không nào? Sale là còn 299.000 cho em nhé. 299.000 và mã hàng là K41 này. K41 em có đủ size từ size S cho đến size 2XL. Từ size S đến 2XL cho em này, từ 40 cân cho đến 65 cân mình mặc được cho em nhé. K41 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại cho em nha. Nhanh tay nào. K41 kèm màu, kèm số điện thoại giúp em. K41 màu em đang mặc là một tông màu đỏ rực lửa luôn đúng không nào? Rất là tin, rất là ấm luôn đấy. Mà chỉ có 299.000 thôi. 299.000 nha. Nhanh tay này, phối màu này. Đấy, rất là lạ mắt luôn, em đảm bảo chưa thấy cái áo này ở ngoài thị trường. Nhanh tay giúp em nha. Mã hàng cho em là mã hàng gì nhỉ? Mã hàng K41 cho em nhé. K41 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại cho em. Hàng này là hàng xuất khẩu ở chị yêu nhé. Hàng này hàng Trung Quốc xuất khẩu cho em này. Cho các chị xem cái phần trần ở bên trong này. Đấy, trần bên trong này và khóa đồng rất là sáng cho em nhé. Khóa đồng rất là trơn và chắc chắn cho em luôn này. Đó, sale mức giá 299.000 nha. Rồi, K41 là mã sản phẩm. Hiện tại thì John đang lên một tông màu đen này. Đấy, một tông màu đen cũng được phối màu một cách rất là tinh tế đúng không ạ? Mà cái sản phẩm này thì rất là trẻ trung năng động và em bao ấm cho các chị yêu luôn, mặc cực kỳ ấm luôn này. Rồi để đúng cú pháp cho em nào là K41 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. K41 màu đen kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá chỉ 350.000 à chỉ 299.000 nhá. 299.000 em bao đẹp cho mọi người, bao chất cho mọi người và bao giá tiền cho mọi người. Em đảm bảo chưa một cái chỗ nào mà sale giảm giá sập sàn cho các chị một cái áo đẹp này mà chỉ có 299.000. Nhanh tay để cho em nào. K41 kèm màu kèm dưỡng thoại, đủ size cho mọi người lựa chọn nha. Từ 45 à, từ 40kg đến tận 65-70kg giúp em đấy nha. Đúng rồi các chị ơi, nhanh tay để lại đúng cú pháp cho em nào. Mã hàng là K41 kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại cho em nhé. 3 màu và rất là nhiều size này. Từ size S cho đến size 2XL, 40 cân cho đến 65 cân quay đầu mình đều mặc được cho em này. Cổ rất to này, mũ rất to, rất đẹp. Mã này rất là trẻ trung luôn đúng không ạ? Phối cổ mũ len cho em này, hàng xuất khẩu đẹp quá. Rất là chắc chắn em nhé. Đảm bảo luôn, cực ấm, mặc áo này thôi một mình áo này đã đủ ấm rồi. Chống chọi thời tiết dưới 10 độ C giúp em. Đó, 3 màu luôn này. Phối màu cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Đó, nhanh tay nào, nhanh tay rất nào. Rất là lạ mắt đúng không nào? Nhanh tay để cho em nào. K41 kèm màu, kèm số điện thoại giúp em nào. Sale bao nhiêu nhỉ? 299.000 thôi. Để cho em theo đúng cú pháp. K41 kèm màu, kèm số điện thoại. Em xin nhắc lại nào. K41 màu em đang mặc đó là một K41 màu bè. Màu bè. Màu bè. Chỉ bao nhiêu? K41 màu bè 299.000. K41 màu đỏ 299.000 và K41 màu đen 299.000. 299.000 thôi, đừng chần chừ, nhanh tay lên giúp em. Rồi ok, chị yêu nào yêu thích mã này nhanh tay để đúng cú pháp cho em nhé. K41 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá chỉ 299.000 và hàng có đủ size cho các chị yêu mình đều lựa chọn luôn được chưa? Rồi bây giờ này còn câu hỏi gì, còn thắc mắc gì để comment tại livestream này để em và Thùy Vân có thể trực tiếp trả lời trực tiếp thắc mắc cho các chị yêu này. Còn nếu không, bây giờ thời lượng của livestream rồi, Thùy Dương và Thùy Vân xin được chào và hẹn gặp lại tất cả các chị yêu. Cảm ơn này và cảm ơn chúc mừng tất cả các chị yêu mình đã lên đơn hàng thành công. Cảm ơn mình đã theo dõi tin tưởng ủng hộ bọn em nha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.